Hái gì vậy? Nhãn lòng. Trái nhãn lòng hả? Nè, đã chưa? Cái trái này, là có người ta gọi là cái gì ta, cái trái chùm bao, tại ở ngoài nó có cái bao nè. Trái chùm bao hoặc là cái dây lạc tiên nữa, ăn được á. Ăn được lạc tiên hay gì, chùm bao lạc tiên đây nè. Thôi cái trái đó ăn được đó, nó mày muốn nó chín nó màu vàng ăn được luôn á. Rồi cái đọt này nè, hái luộc ăn cũng được nữa, hái luộc ăn cơm luôn á, chữa mất ngủ hay gì á, nghe nói bài thuốc nam hay gì đó. Dây này là bài thuốc nam nè. Có cây mắc cỡ không lồ rồi lại coi rồi. Hái được hai trái nhãn lồng mà. Nhãn lồng, cây này nó nhiều tên lắm, nhãn lồng, chùm bao, lạc tiên rồi nhiều tên nữa mà không nhớ. Mỗi vùng có tên khác nhau. Ừ. Thôi cây dồi dôi kìa. Dồi dôi quá trời luôn. Có sâu rồi. Tới mùa sâu dữ dằn luôn. Hai đi. Ăn ngủ được nè. Mát. Cái đọt này nè, hái cái đọt này về luộc ăn ngon nè. Hồi đó ở nhà, hồi đó nhà nhiều lắm. Luộc làm rau ăn cơm đúng không? Đúng rồi, hái làm rau, luộc làm rau. Đây trái nó nữa nè. Quá trời trái luôn. Cái bông nó cũng đẹp nữa mà bây giờ là buổi chiều cho nên là cái bông nó không có đẹp nữa. Đây nè, cái bông này nè. Cái bông này sáng mai nở ra là đẹp lắm nè. Bông nhiều, cây này nó mọc, nó bò theo hàng rào nè. Trên hàng rào quá trời quá đất luôn nè, thấy không? Đẹp hết chừng luôn. Cái hàng rào người ta rào mà. Nó nguyên cái khu rừng luôn sao? Người ta rào á, người ta rào lại á, cái nó tự mọc á. À nó mọc ở trong cái nhà đó ra chứ không phải nó mọc ở dưới lên nè. Nó mọc ở trong cái chỗ rào người ta rào ra đó ha. Trong kia có cây muồng nữa kìa. Cái gì? Cái muồng á, nó trái đen đen, cây muồng á. Cái muồng á, cái bông vàng vàng á, cái bông nó trong kia kìa thấy không? Đó cái bông vàng vàng đó, đó, cái bông mà hơi vàng vàng đó là bông của cây muồng á. Cái cây này là nè, bông bông của cái dây nhãn lồng. Ô rớt luôn rồi. Rớt cái bông ra luôn rồi. Cái bông nó nở đẹp lắm. Bông nó nở bên trong đẹp lắm nè. Có màu trắng trắng. Tím mai mai mà nó nở ra là đẹp lắm các bạn. Mọi người ơi. Thích trái nè, ủa trái này mai mốt ra hái đã luôn nè. Sướng ha. Chín hái sướng luôn. Thôi bên kia, cái gì bí của ai trồng có con trái kìa qua xem đi. Cái cây bông đỏ nó cũng đẹp ha. Cây to ghê luôn, bông đỏ. À, trái bí nè, trái bí đao. Ồ, trái bí đao này ngon nè. Đẹp. Tối quá không thấy đường luôn ta. Ô trời mưa rồi, thôi về thôi. Về thôi. Về thôi.